Giờ về thì người ta Starbucks bên này thì đóng cửa. Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của em Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo tại những con đường tại khu vực trung tâm Sài Gòn để cập nhật hình ảnh gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nhá. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại con đường Thủ Khoa Huân. Thì mọi người đi tới cuối đường Thủ Khoa Huân thì mọi người sẽ về tới cửa Bắc của chợ Bến Thành. Dạ thì bây giờ thì em Hải sẽ đi vào đường Lý Tự Trọng và đường Gia Long ngày xưa đấy. Mình sẽ đi dạo về phố đi bộ Nguyễn Huệ và sau đấy thì mình sẽ đi lên trên phố Tây Bùi Viện nha các nhà. Dạ vâng, thì bây giờ mình sẽ đi từ đường Thủ Khoa Huân này. Đây, dọc đường Thủ Khoa Huân này mọi người thấy là rất là nhiều khách sạn rồi những quán spa ăn uống ở đây nữa. Còn tương đối là nhiều. Thì em sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh cuộc sống nhộn nhịp vui chơi cuối tuần tại trung tâm. Em thấy là Sài Gòn lên đèn khá là lung linh mà đến hình như là bây giờ em lại thấy thì có vẻ là nó nó đang có những cái hạt mưa nhỏ nhỏ. Đấy, mình thấy muốn đang bị uống vui chơi. Thực sự thì Sài Gòn cũng mới vừa có một cái lễ hội khá là lớn, cứ có chú anh chị mình. Đấy, hơn 100 chiếc siêu xe khủng ở đường Lê Lợi. Quán này khá là đẹp, trước thì nhìn nó rất là xấu nhưng bây giờ sửa lại nhìn nó khá là đẹp phải không? Ở đây thì em thấy là đa phần là du khách nước ngoài thôi, cái người Việt mình cũng có nhưng mà nó không có nhiều. Đây thì em sẽ đi dọc đường Lý Tự Trọng mình về khu vực Vincom Đồng Khởi rồi về phố đi bộ Nguyễn Huệ và kết thúc tại phố Tây Bùi Viện. Các hành trình này nó cũng tương đối là dài nha cả nhà. Thì dọc đường Lý Tự Trọng này đa phần là những nhà nghỉ rồi số spa ở ngay đầu đường cái khu trung trực giao nhau với đường Lý Tự Trọng thì có một quán nhậu cũng tương đối là lớn này.
bên này thì bên cạnh đấy thì có một số cửa hàng thời trang. Đây toàn là những thương hiệu lớn đấy cả nhà, khỏi bán khẩu. Ngay đầu đường rất là đông khách nha, các bạn thấy sự ngày nào mình đi qua cũng đông nghịt khách ăn uống này. Hôm nay hình như là đang dẹp cái vỉa hè ấy, nên không có mấy khách. Tầm khoảng 10 giờ mà người ta bày ra nhiều lắm. Quán này em phải thấy là đông nhá, đông mà có vẻ là cũng tương đối là ngon. Một cái quán bên cạnh hông đó, hông cánh cái quán này này mà lại không có khách mấy. Thì mình sẽ đi qua một cái đoạn này mọi người, nó hơi vắng người một chút vì cái chỗ này thì okay. Này là tòa án tối cao nên nó hơi vắng một chút nhé. Đi đoạn này thì mình có thể cảm nhận thì, cái khung cảnh tại khu vực này tối tối âm u. Ở đường Lý Tự Trọng này mình thấy là có những cái hàng cây xanh rất là đẹp đây mọi người. Đấy, những cây me đấy, chiều cao thì cũng vừa phải, không phải quá cao, tán cũng không quá rộng đấy, lá thì cũng không quá gọi là nặng cho lắm đấy, mọi người thấy này đấy. Ở đây thì thường thường em hãy thấy là mùa me thì sẽ có một chú hay trèo lên những cây me như thế này này và hái và bán ngay ở góc đường Nam Kỳ giao nhau với Lý Tự Trọng. Đi vào đây thì máy quay của Hải nó hơi thiếu ánh sáng một chút nên nó hơi tối, mong quý cô chú anh chị mình thông cảm nhá. Dạ vâng, thì mình đi tới đây thì em sẽ đi ngược lên đường Nam Kỳ này, quay cho mọi người xem một chút tại bên trên đường Nam Kỳ này nhá. Mình đi qua nhà thờ Đức Bà luôn. Ở phía bên kia, phía bên tay phải của Hải là Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chỉ mở cửa giờ nữa thôi. Giờ này thì mọi người đã đóng rồi. Bên này thì là một công viên đang để tượng đài Quách Thị Trang ở bên này. Tương lai thì sẽ được đưa lại phía trước của chợ Bến Thành. Mình đang có mặt tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao nhau với đường Lý Tự Trọng. Em hãy sẽ đi lên trên này. Thì ở trên này thì có một cái chợ ẩm thực về đêm. Quay cho mọi người cùng xem. Và quý cô chú anh chị mình nếu mà xem kênh của Hải từ ngày trước á, thì mọi người sẽ thấy là Hải cũng vào bên trong ăn uống và quay cho mọi người cùng xem. Đa phần bên trong đấy thì là du khách nước ngoài thôi, chứ còn người Việt mình em hãy thấy ít. Người Việt mình chỉ là bán hàng thôi, còn ăn uống ít. Về bên trong đấy giá đồ ăn thì nó cũng cao hơn một chút, nhưng mà em thấy là chất lượng thì cũng được, nó không bằng được những cái quán ăn uống cái nhà hàng trong nhà hàng, nhưng mà nói so với bên ngoài lề đường thì nó cao hơn. Khách đây người ta mới ăn xong cả nhà này, thì họ đi dạo về phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Tiếp theo thì mình tới với ngã tư giữa đường Nguyễn Du giao nhau với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở khu vực này. Bên này thì phía trước của mọi người có quán trà và cà phê Đôi Dép ấy. Các bạn thấy là không gian rất là đẹp nhưng mà có vẻ hơi vắng khách. Ở đây mọi người thấy đó. Đấy, du khách người ta đi ăn uống về đấy. Bây giờ về thì người ta qua khu vực phố đi bộ Văn Huệ đấy. Em sẽ qua quay sơ sơ cho mọi người xem một chút. Đấy, bên này quán cà phê rất là đẹp nhưng mà tối ít khách lắm, chỉ có tập trung vào buổi sáng thôi. Sáng thì toàn là thằng lây với ô tô ngồi uống cà phê tại cái quán này. Dạ vâng, thì có thấy này, rất là đông du khách nước ngoài mới ăn uống xong á. Đấy là không gian này, mình hòa mình cùng với thiên nhiên. Đấy, sau đấy thì mình sẽ đi dạo một đây một chút và mình sẽ về với đường Hàn Thuyên nhé. Thì hôm nay thì Hải đã dùng bữa rồi nên mình không ăn uống gì, chỉ qua quay cho mọi người xem một chút thôi. Và hôm nào Hải sẽ ghé qua và ăn uống và quay cho cả nhà cảnh cũng như là mình đi mua đồ nhé. Mọi người thấy đấy, bên này thì cũng sắp trung thu á, nên rất là đẹp. Bên trong này thì cũng rất là đông du khách. Đông du khách đang ngồi ở trong này. À vâng, thì bây giờ mình cùng đi tiếp nhé. Hẹn tất cả quý cô chú anh chị một ngày gần nhất thì em hãy sẽ qua ăn uống và thưởng thức tại khu vực này để quay cho cả nhà cùng xem cận cảnh. Đây mọi người, ăn uống xong thì mọi người có thể qua bên này, quán cà phê này. Em hãy thấy rất là đẹp. Giờ này thì em Hải sẽ rẽ phải về đường Hàn Thuyên. Dạ, thì nói về công viên 30 tháng 4 này á, với các chú anh chị mình sáng thứ bảy và các chủ nhật mọi người ra đây thì phải đến hàng nghìn bạn trẻ về đây ngồi uống cà phê bệt này. Đấy rồi tránh cái nóng của Sài Gòn ở tại khu vực công viên 30 tháng 4 này. Đây, tại mình này. Ở bà thì đường Hàn Thuyên. Đấy, tối thì cũng có nhưng mà ít cả nhà. Đoạn này thì nào phần là công cơ quan nhà nước rồi công ty nên các bạn thấy đấy, đấy nó không nó lắm. Bên dưới kia thì từ là Master tới công xã Paris, cái khu vực đấy rất là nhộn nhịp, rất là nhiều quán cà phê. Ở đây mọi người thực sự thì vào bên trong công viên này rất là nhiều cây xanh, cây rất là lớn nhá. Đấy. Cây này phải đến 2-3 người ôm. Ở đây thì em hãy thấy là cũng có cắt tỉa. Được rồi đấy. Em hãy sẽ đi xuống bên
dưới này một chút, sau đấy mình đi lên nhé. Thấy đấy. Thực sự thì ở trung tâm bây giờ là có những cái hàng cây xanh và mát như thế này rất là thích phải không cả nhà. Nhưng mà có một cái hơi bất tiện một chút là vào mùa mưa gió thì quý cô chú anh chị mình hạn chế đi ngoài đường với những cái chỗ mà có những cái hàng cây lớn như thế này. Đấy, những quán cà phê ở đây này, ngồi khách rồi, ngồi trẻ hè rồi, đa phần là các bạn trẻ thôi. Đường này thì đường Hunter cũng là một con đường khá là lớn tại khu vực trung tâm. Bên trong này có khu phố ấy, em hãy không biết luôn nha. Bây giờ mới biết đây, trong này thì có cái hẻm 178 Master ấy. Trong này nguyên một cái dãy khu phố luôn. Mình còn ở góc này mình thấy nó khá là đẹp. Đấy, rất là nhiều nhà Nhật. Còn bên tiệm cà phê này mọi người thì mới để cò lại này. Đấy, cô chú anh chị mình thấy rất là đẹp. Ở đây thì bán 24/24 nhá. 24/7. Thì cô chú anh chị mình nhà đêm không ngủ được thì mọi người có thể ghé qua những cái khu vực ở quán cà phê này để mọi người thưởng thức. Đấy, cũng như là trải nghiệm thức đêm tại Sài Gòn. Đây này có quán đẹp nhưng mà có vẻ là cũng không có mấy khách. Thì như là mọi người đã thích ngồi bên trong máy lạnh. Bên này còn đông, bên còn bên chỗ Starbucks bên này thì đóng cửa. Sự cả mọi người tới với Sài Gòn này không thể nào mà quên được cà phê Bệt ở tại khu vực nhà thờ Đức Bà nhé. Đây một cái đặc trưng ở tại khu vực này. Đây, thấy này rất là đông. Đây mình cảm thấy này, ôi dồi ôi, khá là đông tại khu vực nhà thờ Đức Bà.
Chị mình thấy thực sự là rất là đông không ạ? Em thấy ôi giời, tình ngồi tại phía bên ngoài nhà thờ Đức Bà cũng đông này. Đấy. Trước thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
là cái đường về Bà Diệu là về.